Chào lại tất cả mọi người ha. Con đầu tiên chúng ta đi thẳng vào phân tích là INO. Nó thuộc về Biopharma và nằm ở bên Pennsylvania. Là một trong những cái con mà gọi là 100 con stock gọi là tốt nhất được Robinhood nó poll lên trên cái trang đầu tiên luôn. Công ty này nó chuyên về DNA và có mặt gần bao nhiêu? Gần 40 năm trên thị trường, ở 30 mấy năm thôi. Bên Pennsylvania thì rotation bao nhiêu? 14. 14 số có nghĩa là từ 5 đồng tới 19 đồng. Thì trong dòng đó hiện tại là nó dòng dòng khoảng 8 đồng 60 mấy, nhưng mà mình mua mình thật sự quý vị canh quý vị mua khoảng 8 đồng. Rất là hiếm nó khi nó rớt xuống khỏi 8 đồng. 100% quý vị phải mua ở cái 8 đồng. Và lấy công thức single mountain đỉnh là 10 đồng 03 ngày June 9. Chúng ta lấy cái đó mà chúng ta tính. Đó là tuyệt vời nhất. Và đây là một công ty cáp bi, một công ty tỷ đô. Tuy nó cái chuyện mà nó rớt á, nó rớt tới rớt lui rớt xuôi rớt ngược, cái chuyện của nó không sao hết á. Một con stock mà đã nằm ở trong cái tam giác đa chiều rồi thì cái chuyện mà lên lên xuống xuống là chuyện bình thường, chứ mà nó đi ngang tràn á là không ai nuôi cho nổi đâu. Nhưng mà cái vấn đề đây là sao? Ở cái phần EQ á, cái phần earning của nó là earning trừ trừ. Có nghĩa là mình phải drop giá at least từ 8 đồng đổ xuống. Còn thôi quý vị cứ mua now price bởi vì chạy cho lẹ thôi. Ok, cái con INO này nó nằm ở sàn Nasdaq nha. Và cái beta của nó cũng rất là rõ ràng. Đây là beta thật, chỉ là beta NL bình thường thôi. Và 28k, có nghĩa là mình làm tròn là thành 1, nghĩa là nó phải ở A1. Thì chúng ta liếc sẵn, chúng ta coi sơ qua cái độ mà mình nhìn vào để mình biết rằng cổ đông của công ty gọi là sao vẫn còn nằm yên ở đó. Vì nếu mà số cổ đông, số cổ đông á, số lượng mà cổ phiếu còn nằm trong công ty nó vẫn còn cao hơn cái số lượng ở ngoài đường đi, the public float, thì có nghĩa là công ty này vẫn ok. Có nghĩa là công ty không bán cổ đông thì lượng tiền cũng như là lượng vốn và sự đầu tư của tất cả các cổ đông nó đều ổn định. Và đây là nó giữ cho cái sự bình ổn giá của công ty, nó nằm vòng vòng khoảng 8 đồng 9 đồng. Rất là hiếm khi nó, nói chung làm gì làm thì trong vòng cái 3 tháng nó cũng tăng lên được khoảng 3 mấy%. It's still not too bad. Ok, và chúng ta sẽ đi qua cái con số 2. Chúng ta lại còn Omic. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm cái độ rotation là bao nhiêu. Khoảng vòng vòng 18 số, từ 15 đến 33. Thì chúng ta tính là 15 tới 30 là 15 số rồi. Thêm 33 là thêm 3 số nữa, là có nghĩa là 18 số. Và cái vấn đề là cái công ty tỷ đô, cái này rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa là nó nằm ở Mỹ, nằm bên Cali, tuy thành lập có 5 năm thôi. Và trong thời lượng mà 5 năm nhưng nó lên sàn chỉ
cái thời gian rất là ngắn. Nó lên sàn ngay cái ngày mà May 27 nha. Mọi người nhìn vào cái earning, cái EQ của nó thì nó chỉ có cái report của năm, của quý thứ 2 năm 2021 thôi. Cái quý thứ nhất nó không có report, bởi vì khi mà nó lên mà nó lưng lửng kiểu đó là nó không có belong to cái quý đầu tiên. That's why nó report ở trên cái quý thứ 2. Và cái quý thứ 2 thì nó report ở cái hồi tháng 5 thôi. Thật sự từ tháng 5 tới tháng 8 nó chỉ trong vòng tại 3 tháng đầu là 1, 2, 3. Rồi 4, 5, 6 có nghĩa là từ tháng 5 tới tháng 6 nó chỉ có trong vòng 1 tháng thôi. That's why cái tỷ lượng report của nó rất là thấp. Yes, bởi vì nó chỉ có handle trong vòng 1 tháng thôi. Không thể nào mà nó có quyền nó report là mấy tháng trước được cả. That's why cái số giao dịch của nó rất là thấp và người ta cũng chưa có biết tới nó. Và cái nhìn này mọi người cũng phải nhìn theo cái hướng đó, vì đây có thể là một cái cơ hội. Yeah, thật sự mà nói con này mua dòng dòng khoảng 12 đồng, 13 đồng là ok. Mọi người đừng có mua cao hơn nó. Tuy là một công ty tỷ đô, nhưng mà khi mà tính vào cái giá mà khi mà mới lên sàn tới bây giờ á, nó mất khoảng rất là nhiều rồi. Nó mất, để mọi người canh khoảng, nó mất khoảng bao nhiêu phần trăm? Gần phân nửa rồi. Nó mất khoảng 13 đồng 75, có như là 47% rồi. Có nghĩa là bây giờ tính gì cho nó dễ tính nè. Khi mà nó mới ra nó khoảng 30 đi. Dạ, 30, 31. Thì bây giờ nó chỉ còn có 15 thôi. Có nghĩa là nó mất hết phần nửa. Như vậy nó mới dễ tính hơn. Rồi, cái điều tiếp theo của chúng ta nữa, đi tìm cái beta. Vì là một công ty mới, cái tỷ lượng beta thật sự muốn report một cái beta dòng dòng phải 1 năm trở lên thì công ty đã mới report được. Còn khi mà trên sàn rồi số liệu rồi thông tin rồi thông số, tất cả rất là nhiều thứ và nhiều cái lý do mà để nó report được cái beta. Beta của nó là trừ 0.34, có nghĩa là beta con số đầu tiên thì cổ đông đánh giá chưa có cao. Và cái con số mà thứ hai A mấy thì chúng ta có thể đoán được. Thì nó dầm nằm dầm dầm chỉ có A1 thôi, chưa có chạy đi đâu được cả. Và số lượng share mà cổ đông nắm giữ thì chưa ai bán cả. Nhưng mà public float á, thì có nghĩa là public float con số rất là bé. Có nghĩa là người mua chưa biết tới nó, vì nó mới lú lên sàn vào tháng 5 tới giờ thôi. Chưa có nhiều người để biết tới nó. Và mọi người mua cái con này thì mua ít share thôi. Mua cẩn thận mà mua, giữ những cái skill của chúng ta càng chuẩn càng tốt. Và kiến thức của mọi người, đặc biệt là những học viên, còn kiến thức của những người viewer mà quý vị đi theo tôi trong cái thời gian qua thì kiến thức của quý vị cũng cao lên rồi. Và đặc biệt là học viên thì nhìn vào, và bây giờ đây là thời điểm mà tôi cho quý vị và tôi dạy cho, tôi truyền trao cho quý vị những cái kỹ năng nó khác hơn và ngày càng nó càng cao hơn thôi. Thật sự ví dụ quý vị, đây là ngày đầu tiên quý vị mà quý vị nhảy vô thì coi thì sẽ không hiểu tôi nói gì đâu. Yeah. Đặc biệt là cái con mà, cái con này đó, cái con gọi là cái con Omic này á, thì chúng ta không có thể nào mà mua được với cái giá ngay cái giá V1 trên thị trường. Và đây là cái biểu đồ gọi là nó running trong vòng 1 tháng. Dạ. Yeah. Thì trong vòng 1 tháng đây là biểu đồ mà nó record. Đó, mọi người thấy không?
cái cách đi, cái hướng đi của nó. Nó rất là hay. Nhưng mà đa số nó đi xuống không mà mọi người mua gì. Con này nếu mà mua theo C thì ăn được, còn mua TD là không thể nào ăn được cả. Thank you and have a good day. Gặp lại mọi người vào ngày mai nha.